Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã trở lại với hệ thống khóa học trực tuyến thực hiện tại mylab.vn. Theo bài học hôm trước, mình đã hướng dẫn các bạn cách để chúng ta cài đặt IIS như thế nào rồi đúng không nào? Thì ở bài học hôm nay, mình sẽ hướng dẫn các bạn các phần tiếp theo, đó là phần public website ha. Thì phần này, mình sẽ hướng dẫn các bạn chia thành hai cái bước chính. Bước thứ nhất, chúng ta sẽ quản lý cái cơ sở liệu dựa vào SQL Server. Thì bạn nào chưa cài đặt cái này á thì mình sẽ gửi cho bạn tài liệu để các bạn hướng dẫn các bạn cài đặt SQL Server ha. Bởi vì thông thường của website của chúng ta thì chúng ta sẽ quản lý một cái máy chủ của chúng ta thì chúng ta có thể là chạy rất nhiều website, source code thì chúng ta để riêng lẻ từng từng nơi khác nhau, thì cơ sở liệu của chúng ta rất là khó quản lý. Do đó chúng ta cần một cái phần mềm để quản lý tất cả cơ sở liệu của nhiều cái website ha. Thì chúng ta dựa vào, thông thường thì họ sử dụng cái SQL Server. Thì SQL Server này nó có lợi ích gì? Tại sao chúng ta lại không sử dụng cái cách cũ của chúng ta là chúng ta bỏ cơ sở liệu vào cái Rochet và chúng ta chạy trên cái hot ảo ha? Bởi vì thực sự á, các bạn đưa nó vào đây thì chúng ta rất là khó quản lý. Mỗi lần chúng ta quản lý thì chúng ta phải mở Visual lên ha. Là cái thứ nhất. Cái thứ hai là giả sử như cái website của chúng ta sau khi mà chúng ta public á, một lát nữa mình sẽ hướng dẫn các bạn cách để public website, thì nó đã mã hóa các cái source code của chúng ta rồi, chúng ta không thể nào can thiệp vào cơ sở liệu được nữa. Nếu như website chúng ta xảy ra sự cố, vấn đề trục trặc thì chúng ta muốn vào cơ sở liệu để xem coi dữ liệu của chúng ta, kiểm tra dữ liệu của chúng ta, thì chúng ta không thể nào kiểm tra được ha. Thì đó là một cái vấn đề mà chúng ta cần sử dụng đến là SQL Server. Thì SQL Server cài đặt như thế nào thì mình sẽ gửi các bạn cái tài liệu về hướng dẫn cài đặt SQL Server. Thực sự thì mình nghĩ là các bạn nào mà đã học tới cái bài học ngày hôm nay rồi thì ít nhiều gì các bạn cũng đã từng học qua C#, lập trình về hướng đối tượng vân vân, thì các bạn ít nhất cũng một lần chúng ta đã sử dụng cái SQL Server để chúng ta thực hiện những cái phần mềm, để chúng ta làm ra những cái phần mềm gì đó vân vân. Thì bây giờ mình sẽ đi vào cái phần đầu tiên là phần sử dụng SQL Server để quản lý cơ sở liệu ha. Thì cái phần này nó rất là đơn giản ha các bạn, nhưng nó cũng gặp một thường hay các bạn thường hay gặp một số vấn đề về lỗi khi mà các bạn đưa database vào vào SQL Server. Thì bước 1, các bạn tiến hành cài đặt SQL Server với phiên bản tương thích ha. Với phiên bản tương thích ha các bạn. Tại vì sao mình nói là phiên bản tương thích? Giả sử như các bạn tạo cơ sở liệu từ một cái phiên bản gọi là Visual Studio 2010 đi, mà các bạn đưa cái SQL Server phiên bản 2005 thì nó sẽ không đọc được cái file database của các bạn ha. Giống như là hiện tại thì chúng ta đang sử dụng cái Visual Studio 2012, phiên bản 2012 ha, thì chúng ta không thể nào đưa vào cái SQL Server của 2008 được, vì cái đó là vấn đề do cái phiên bản. Thì ở đây mình sẽ hướng dẫn các bạn cách để chúng ta khắc phục ha. Khi mà chúng ta tiến hành attach cái database vào vào SQL Server ha. Thì bây giờ mình sẽ chạy cái phần mềm SQL Server lên. Thì đây mình thử chạy cho bạn xem cái phiên bản 2008 ha. Với cái server quản lý của SQL là 2008. Thì bây giờ mình sẽ chạy lên cho các bạn xem. Và chúng ta thực hiện cái bước thứ nhất. Thì thông thường thì ở đây chúng ta sử dụng local đúng không nào? Bởi vì chúng ta chưa có mua một cái máy chủ nào cả. Và chúng ta sử dụng trên cái máy tính của chúng ta. Thì đây sẽ là server name là local ha. Ok. Và bây giờ mình sẽ thực hiện cái bước đầu tiên là cái bước đưa database vào SQL. Thì cái bước này nói nó rất đơn giản thì nó cũng rất đơn giản, mà nói nó phức tạp thì nó cũng là có thể là nó phức tạp. Giả sử như đây là cái website chúng ta đã thực hành qua nhiều bài trước, thì mình sẽ đem cái cơ sở liệu này ra. Bây giờ mình sẽ vào cái ổ DE ha, mình sẽ tạo một cái thư mục là SQL, không phải là database đi ha, database public web. Ok,
Ok, bây giờ mình sẽ copy vào đây ha. Thực chất mình để ở đây cũng được ha các bạn, nhưng mà bây giờ mình đưa vào ổ đĩa E để cho nó dễ quản lý hơn. À, cái đường dẫn tới cái thư mục đó, nó rõ ràng hơn ha khi mà chúng ta attach. Bây giờ mình sẽ attach vào ha. Đầu tiên các bạn mở cái Microsoft SQL Server ha, mình xin lỗi ha, Microsoft SQL Server, và chúng ta sẽ chọn cái mục database, chúng ta chọn cái attach là chúng ta đưa cái database vào. Thì bây giờ mình sẽ add vào. Chúng ta tiến hành cái bước đầu tiên là đưa các database file vào SQL Server ha các bạn. Đây là cái bước đầu tiên mà mình cần làm. Đây thì nếu mà các bạn bỏ OC á, các bạn bỏ trên desktop á, thì các bạn phải đi một đường vòng rất là dài ha, thì mình bỏ E để rút gọn cái đó lại. Mình sẽ vào cái mục mình mới vừa tạo đó là database public web nè. Ok, mình vào ha. Đây là cái cơ sở liệu của chúng ta. Ok. Bấm ok ha. Thì đây nó xảy ra một cái vấn đề là một cái lỗi, mà lỗi này rất nhiều bạn gặp phải. Thì chúng ta xem cái lỗi ha. Thì cái lỗi này nó có hai cái mà mình đã chú thích sẵn ở đây luôn rồi. À, các bạn không cần phải đọc ở đây làm gì cho mệt. Thì cái lỗi thứ nhất là Visual Studio có phiên bản cao hơn so với SQL Server. Đây các bạn có thể thấy là chúng ta đang sử dụng cái phiên bản là 706, nhưng cái server của chúng ta chỉ hỗ trợ là phiên bản là với version 655 thôi ha. Thì cái đó cách khắc phục á là các bạn lên Google, các bạn download về ha. Download SQL Server version đó, như sẽ như là 70 version version 706 ha. Các bạn sẽ có rất nhiều cái link nó hướng dẫn các bạn, nhưng cái link Stack Overflow này nó là một cái link rất là có ích. Rất nhiều lập trình viên họ chia sẻ kiến thức trên đây. Thì các bạn có thể là lên đây để tìm cái nguồn download về ha. Hoặc các bạn có thể là trực tiếp cái trang web của Microsoft luôn. Nó có rất nhiều phiên bản đây. 706 là SQL Server 2012 đúng không nào? Thì đó, các bạn sẽ download cái này về ha, và chúng ta tiến hành ta cài đặt. Thì cái cài đặt thì mình sẽ nói với các bạn thông qua cái tài liệu. Còn bây giờ thì mình nói tiếp cái bước thứ nhất. Đây bây giờ mình khắc phục bằng cách nào? Mình mở cái SQL Server lên với phiên bản 2012 ha các bạn. Đây mình sẽ tắt cái này đi. Mình mở lên lại là cái SQL Server 2012. Đây các bạn thấy không? Tương thích với cái phiên bản của chúng ta ha các bạn. Tùy giả sử các bạn xài 208 á, thì nó khi mà các bạn tạo database á, thì nó ra cái là 660 version 660 như vậy. Thì các bạn có thể là phiên bản thấp hơn thì phiên bản cao hơn có thể đọc được ha các bạn. Còn đối với phiên bản cao hơn mà các bạn dùng phiên bản thấp hơn để đọc là cái chuyện hiển nhiên là nó không được rồi ha. Đây thì mình có cài đặt một cái con server tại cái ổ đĩa E ha các bạn. SQL, đây đây là ba cái server với cái version cao hơn ha, và mình cũng mới cài đặt đây thôi. Thì mình sẽ sử dụng một trong ba cái server này để mình làm việc. Thì ở đây mình sẽ sử dụng cái server là MS SQL ha, MS SQL. Đây 2012 là một trong ba cái server này. Các bạn xem cái tên của nó ha để cho chúng ta sử dụng đúng. Thì ok. À, mình vào cái server mình đã cài đặt mới. Và bây giờ mình tiến hành mình attach cái database ha. Ở đây thì mình attach sẵn rồi, thì bây giờ mình sẽ đi tắt cái này ha. Để mình làm lại cho bạn thấy là chúng ta còn gặp một cái lỗi nữa về cái việc đưa database từ ngoài vào đây. Ok, và mình tiến hành attach. Đây cơ sở liệu test từ OE ha.
À, cái này là cũ ha. Còn cơ sở liệu của chúng ta là database public web. Các bạn bấm OK ha. Trường hợp này thì nó vào thành công rồi. Còn thông thường á, thì các bạn sẽ gặp một cái trường hợp gọi là nó chưa được phân quyền. Giống như mình đã ghi chú lại ở đây ha. Database hạn chế quyền truy cập. Thì mình sẽ làm lại cái lỗi đó để một số bạn gặp phải cũng biết cách mà chúng ta khắc phục. Server database. Đây, thông thường á thì nó sẽ mặc định như vậy khi mà các bạn tạo ra cái database. Ở cái mục security này nè các bạn. Thì thông thường á ở một số cái file database MDF chúng ta tạo ra thì nó chưa có cái quyền này, mà nó chưa có cái quyền gọi là modify, nên thường thì nó cho chúng ta hai quyền thôi, đọc thôi. Đọc. Thì các bạn chọn cái user mà chúng ta đang chạy trên cái máy tính đó. Thì chúng ta check vào cái allow ha, allow chúng ta xét tất cả quyền cho nó luôn. Ok. Ta chọn ok ha. Thì đây là để tránh tình trạng gặp cái lỗi đó thì mình nói với các bạn trước cái điều đó. Đây ha. Các bạn check vào cái user mình đang sử dụng là cái admin của mình ha. Check vào tất cả và chúng ta ok để chúng ta attack nó được thành công ha. Sau khi chúng ta attack vào rồi thì các bạn thấy là cái tên nó rất là dài, thì bây giờ mình sẽ sửa lại là quản lý bán hàng. Ok đây thì đây là cái bước đầu tiên là đưa cái cơ sở liệu từ ngoài vào trong đây ha. Cái qua cái bước tiếp theo là public website cấu hình tại web config. Thì ở cái phần này là các bạn mình cũng chia thành một số các cái bước để các bạn có thể là dễ dàng hệ thống hơn, nhìn nó tuần tự hơn đúng không nào? Thì ở đây mình sẽ làm cho các bạn xem cái bước thứ nhất là mình sẽ hướng dẫn các bạn thông qua cái đoạn video sau ha. Thì bây giờ mình sẽ tiến hành mình làm luôn demo cho bạn xem luôn để reject ở chế độ release ha. Thông qua các cái bước này thì các bạn coi như là public reject thành công rồi đó, các bạn public lên internet. Mà ở đây chúng ta để cái local khi mà triển khai thực trên cái máy chủ của chúng ta thì nó là trên internet luôn ha các bạn. Vì ở đây vấn đề chi phí cũng như là cái thực hiện nó bị hạn chế, cho nên mình public ở trên cái local của chúng ta thôi. Tuy nhiên so với server nó không khác gì nhiều đâu các bạn. Ok, thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn làm sao để public cái project của mình lên ha. Đầu tiên mình mở cái project mà chúng ta đã thường thao tác qua những cái bài học trước. Ok, thì bạn vào cái phần project chúng ta, đây là cái solution của chúng ta nè. Các bạn chuột phải vào, các bạn chọn cái biểu tượng trái đất này có chữ public, thì ok các bạn nhấn vào. Thì tại đây nó sẽ hiện lên một cái hộp thoại với cái bước. Thì đầu tiên thì khi nãy thì nó hiện ở đây đúng không nào? Nhờ vì cái project này mình đã public thử rồi ha. Thì ở đây là đầu tiên thì các bạn vào cái bước thứ nhất ha. Thì mặc định nó sẽ nhảy vào cái bước thứ nhất thôi nếu các bạn chưa có tạo public lần nào. Thì đây là cái tab thứ nhất, cái bước thứ nhất là profile. Thì đây khi các bạn chưa tạo á thì nó chẳng có gì ở đây đâu. Tại vì mình tạo rồi cho nên nó mới có cái tên là public site này. Nếu chưa có thì các bạn chọn new profile và các bạn đặt cho nó một cái tên của profile sau khi mà chúng ta public nó rồi á, mình sẽ đặt là test site đi ha, test site, các bạn đợi một tí ha. Đây thì nó sẽ cho các bạn chọn các phương thức public. Thì đây là một số cái nhà mạng, giả sử như các bạn chọn FPT thì nó sẽ có cho bạn điền cái server đường dẫn gì đó nếu các bạn mua cái server ở FPT, username, password gì đó vân vân.
domain URL gì đó. Còn ở đây thì mình sẽ chọn là file system ha, là cái file hệ thống thôi, mình public ra ngoài hệ thống chứ mình không có public trực tiếp lên server ha. Thì đây mình sẽ tạo ở trên cái desktop một cái thư mục và mình sẽ đặt tên đó là test sign ha. Các bạn muốn đặt tên gì cũng được. OK ha, mình sẽ đặt là test sign và mình sẽ lưu tại đây nè. Để bạn chọn cái đường dẫn tới sau khi mà nó public đó, nó mã hóa đó, nó sẽ gửi đến cái desktop. Các bạn chọn public sign ha. À, test sign cái này là chúng ta mới vừa mới tạo nè, nó chưa có gì public sign là nó đã có rồi ha. Test sign chúng ta vừa mới tạo. OK. Bạn chọn là net. Tại đây thì nó hỏi các bạn để chế độ gì, thì chế độ release là chế độ mà sau khi chúng ta đã hoàn tất rồi, nó khác cái debug chỗ nào. Debug thì nó xuất ra những cái lỗi khi mà chúng ta chạy thực cái ứng dụng. Thông thường thì chúng ta làm trên cái web của chúng ta thì chúng ta toàn là chạy debug không, đúng không nào các bạn? Nhưng khi mà cái website của chúng ta hoàn tất rồi thì chúng ta chuyển sang chế độ release thôi các bạn. Thì đây cũng vậy, mình cũng sẽ chuyển qua chế độ release sau khi chúng ta public ha. Kế tiếp mình chọn net ha. OK, mình chọn public. Thì lúc này cái project chúng ta nó tự build ra một số cái file gọi là mã hóa đó các bạn. Thật sự thì các bạn bê nguyên cái project này lên và chúng ta trỏ cái server về đây thì nó vẫn chạy bình thường ha, nó không có vấn đề gì cả, nhưng mà source code của chúng ta dễ bị dàn bị xâm nhập. Thì sau khi chúng ta public thì nó đã mã hóa cho chúng ta. Một lát nữa các bạn xem đây, nó không còn những cái file code của chúng ta nữa mà nó đã mã hóa toàn bộ thành cái DLL tất cả rồi ha. Thì thứ nhất là mã hóa sang DLL thì nó chạy nhanh hơn, thứ hai là nó bảo mật hơn. Tuy nhiên thì để đảm bảo về cái vấn đề bảo mật á thì không chỉ là như vậy đâu, các bạn cần phải mã hóa nhiều hơn nữa. Vì thường thì họ có những người mà họ phá hệ thống của người khác đó, họ sẽ có cái bộ công cụ gọi là trình biên dịch ngược code đó. Thì lúc đó nó các source code của bạn cũng dễ dàng bị người ta đọc được thôi. Thì cái đó chúng ta nói sâu xa hơn là về cái khóa bảo mật ha. Còn ở đây thì mình chỉ hướng dẫn các bạn đơn giản thôi, chúng ta mã hóa sang DLL hết. Thứ nhất là cho cái website chúng ta chạy nhanh hơn và thứ hai là cái source code chúng ta không có show ra trực tiếp ha. Đây cái test size sau khi chúng ta public thì các bạn thấy là từ một những cái thư mục này file rất nhiều mà nó vào đây thì nó chỉ còn là những cái file đã được mã hóa sang DLL, chủ yếu là chạy trên cái file bin này này các bạn, là những cái file mà nó đã mã hóa cho chúng ta. Thì cũng như là cái đồ chat ta thôi các bạn, cái thư mục bin này là cái thư mục mà nó mã hóa và nó chạy trên DLL ha, chúng ta không có chạy code. Chúng ta để chế độ debug, thông thường thì các bạn thấy mình hay cắm những cái response mình chạy debug ha, đó chính là cái trình mà chạy những cái ứng dụng của chúng ta theo chế độ mà chúng ta có thể đọc code được từng dòng. Tuy nhiên khi mà chạy thật á, thì nó sẽ chạy ở trên cái file bin ha. Thông thường thì cái file này á, khi mà bạn khởi tạo project thì nó chưa có ha. Sau khi các bạn bấm là nút build nè, build solution hoặc là rebuild solution thì cái thư mục binding, cái thư mục bin này nó mới được tạo ra ha. Bây giờ mình thử làm cho bạn xem ở tại đây đi ha, mình sẽ xóa cái thư mục bin này, mình làm ở trên cái đồ chat này thì các bạn sẽ dễ thấy được hơn. Mình sẽ xóa nó đi và mình sẽ tiến hành mình build lại là tự động nó sẽ có lại thôi các bạn. Bây giờ mình sẽ build ra. Thực chất khi các bạn bấm F5 thì cũng sẽ build thôi các bạn. Đây, các bạn thấy là nó build ra tất cả và nó chạy trên cái DLL này. Mà thông thường mình hay nói với các bạn đó, các bạn bấm nút là Ctrl F5 á, thì chúng ta sẽ chạy trên cái file DLL. Thì DLL ở đâu mà phát sinh ra thì do nó build ra ha, do cái ứng dụng ta build ra. Thì public side nó cũng vậy, nó cũng build ra cho chúng ta một số các cái file DLL thôi. Nó không có còn, nó đã giấu hết những cái mã nguồn của chúng ta rồi. Các bạn thấy nè, controller chúng ta cũng không thấy ha, nó là giấu hết. Controller là xử lý, view cũng vậy, view thì nó chỉ show ra những cái HTML thôi. Đây các bạn thấy,
Thì đó, thì đó là cái cách để chúng ta public cái website của chúng ta ha. Đầu tiên là chúng ta public thông qua cái này, nhưng mà chúng ta chưa có đưa vào AS. Thì cái bước kế tiếp của chúng ta nè, bước 2, đưa web vào cái đường dẫn thư mục của AS trỏ đến. Thì thông thường á, các bạn cài AS nè, mình nhắc lại luôn cái bài học trước. AS, các bạn cài cái này với mục đích là gì? Thì tại sao mình bấm local lên, local ha, localhost, thì nó hiện ra cái size mà có hai chữ y một chữ s đó, AS. Ok, thì cái này mình đã test thử rồi cho nên nó trỏ về cơ sở liệu ha. Đó, bây giờ mình sẽ làm lại. Các bạn đừng quan tâm đến bước này ha. Bây giờ mình chỉ là tua lại cái phần mà mình hướng dẫn các bạn ở video trước thôi. Các bạn chỉ cần nắm được video trước thôi. Các phần sau thì một lát nữa mình sẽ hướng dẫn các bạn. Đây thì cái bài học hôm trước mình hướng dẫn các bạn cài AS và nó hiện lên đây là coi như là thành công đúng không nào. Thì cái trang này từ đâu mà có ha, thì nó từ cái thư mục mà khi mà chúng ta cài lại AS đó, thì nó sẽ phát sinh ra cái thư mục này là các bạn Internet Public nè. Đây nó viết tắt cho các bạn Internet Public tại trong ổ đĩa C ha, ổ đĩa mà các bạn cài Windows á. Đây các bạn bấm vào Internet Public, các bạn vào cái thư mục là www root ha. Thì cái phần này các bạn nào mà chúng ta học PHP, chúng ta chạy trên là SAM á, thì nó thay tương đương với lại cái HTTP dot đó. Còn đây thì là 3W root ha, thì nó chạy cái file này thôi. Thực sự là nó trỏ đến đây mà để nó chạy thôi các bạn, nó không có gì là ghê gớm cả, giống như chúng ta chạy một cái site HTML bình thường thôi. Bây giờ mình sẽ mở cái AS ta này bằng Chrome ha, để bạn thấy nè, nó chỉ là chạy cái file này lên thôi chứ không có gì là ghê gớm cả. Thì cái AS nó trỏ đến, và đây các bạn tưởng tượng đi, đây chúng ta có một cái server thật và chúng ta quản lý web dựa trên AS ha, và đây là những cái site của chúng ta, đây là những cái site chúng ta có thể new nhiều site ha. Các bạn mua nhiều domain á thì chúng ta điền cái tên domain vào đây nè, các bạn trỏ đến đến cái web của chúng ta. Còn tại đây thì mình không có nhu cầu ha, mình cũng như là mình chỉ là demo cho bạn thôi. Thực sự thì các bạn quản lý AS thì các bạn quản lý trên Windows Server thì nó hay hơn, còn nó hỗ trợ nhiều hơn. Còn đây là cái Windows Win 7 ha, thì cái Win 7 này thì nó hạn chế đi nhiều thứ. Thực sự thì về cấu hình cái website mà chạy trên AS thì nó tương tự nhau thôi các bạn. Và ở đây mình đang giả lập lại để cho các bạn biết những cái thao tác để chúng ta đưa một website lên thông qua AS, để chúng ta triển khai nó trên AS ha, để chúng ta dễ dàng quản lý, vì AS là phát triển của Microsoft ha. Tuy nhiên các bạn có vẫn có thể mua những cái host ở cái bài học sau á, mình sẽ hướng dẫn các bạn cách để chúng ta mua cái host ở trên mạng ha, do người ta quản lý luôn, và chúng ta quản lý site thông qua cái giao diện web của người ta thôi. Còn bây giờ là chúng ta quản lý site trên cái giao diện Windows của mình ha. Các bạn phân biệt được một cái là trên Windows và một cái là trên web ha. Thì đây là cái hệ thống site của mình, và đây là một cái site gọi là default ha. Sau khi chúng ta chạy AS thì cái này chúng ta xóa đi ha. Thông thường các bạn tạo AS thì nó mới có một file default website thôi, là cái file này. Thì bây giờ mình sẽ đi vào cái file này và mình hướng dẫn các bạn cái bước kế tiếp. Đây bạn xem nè, chúng ta cần đưa cái thư mục mà sau khi chúng ta public đó các bạn, chúng ta đưa vào cái đường dẫn mặc định này. Nếu như các bạn muốn quản lý trên đây thì trên Windows Server nó có một cái thư mục gọi là AS tương đương với lại cái đường dẫn này ha. Thì các bạn bỏ cái website của chúng ta trọng để chúng ta dễ dàng hệ thống lại cái hệ thống sao chúng ta. Thì cái này có thể là các bạn ít tiếp xúc sau khi chúng ta đi làm việc ở những cái công ty, thì họ thường là họ
mua cái host, họ quản lý trên cái host đó, chứ ít ai quản lý trên web lắm, bởi vì web mình phụ thuộc vào cái server của người ta ha. Ok, mình sẽ vào cái test file của chúng ta. Ta sẽ copy cái thư mục test file này vào cái đường dẫn khi nãy mình nói. Đây, mình sẽ paste vào đây ha các bạn. Cơ sở liệu thì mình cũng đã gắn vào SQL Server để quản lý rồi, đúng không nào? Source code đó thì mình đưa vào đây ha. Thì bây giờ mình tìm cách để mình liên kết giữa cái source code cũng như cơ sở liệu. Thì bây giờ mình sẽ vào AS để mình cấu hình trỏ đến cái website ha. Bởi vì cái website hiện tại chúng ta nó đang trỏ đến cái trang AS7, cái trang một cái trang HTML bình thường thôi. Thì bây giờ mình sẽ trỏ về cái site chúng ta. Đây các bạn có thể new site ha. Nếu như chúng ta có một cái domain thì new site, ở đây mình giới thiệu thêm là đây là cái site name, là cái tên của cái website bạn, cái tên mà ông ta quản lý cho nó. Đây là cái đường dẫn dẫn đến cái thư mục quản lý, mà cái thư mục mà khi nãy mình update đó các bạn. Đây dẫn đến ha. Còn đây là cái giao thức, giao thức các bạn có thể mua giao thức là họ trên mạng họ bán nhiều giao thức ha. HTTPS là bảo mật hơn, và một số cái nữa còn rất nhiều. Còn đây là cái địa chỉ vật lý ha, cái địa chỉ IP. Cái địa chỉ IP này thì là cái địa chỉ IP hiện tại của máy mình, nó lấy động ha. Còn cái bọt này là các bạn nào học mạng cái tính thì cũng biết rồi, giống như là Google là bọt bao nhiêu đó, thì chúng ta tránh những cái bọt bị trùng ha. Đây là cái bọt 80 là bọt mặc định. Còn đây là cái hot name, có nghĩa là các bạn mua một cái tên miền từ một cái trang web nào đó quản lý tên miền ha. Thông thường thì mình sẽ giới thiệu cho các bạn một cái nhà mạng họ bán tên miền cũng rất là uy tín mà cũng rất là rẻ ha. BR Việt Nam, các bạn search BR Việt Nam thì nó sẽ ra cái nhà mạng đó. Còn ở đây thì các 6 cái bạn mua tên miền và chúng ta cấu hình trên web á, thì chúng ta sẽ trỏ về đúng cái địa chỉ IP của cái máy của chúng ta nè các bạn. Thông thường thì mỗi cái server nó sẽ có cho mình riêng một cái địa chỉ IP, các bạn chỉ cần trỏ về thôi là nó sẽ trỏ vào đây ha. Chúng ta cấu hình một số tham số để nó trỏ về đây, và bạn điền đây là giả sử như cái web của chúng ta đặt tên là www bán hàng online đi, bán hàng online, bán hàng hay gì đó vân vân, mà miễn là các bạn mua tên miền á, đừng có trùng với người khác. Và cái bước đó thì họ quản lý trên website rồi ha. Còn đây thì chúng ta không có tên miền, chúng ta sử dụng luôn cái này ha các bạn, cái default website có sẵn ha. Bây giờ mình sẽ trỏ về, thay vì mình trỏ về cái này ha, bây giờ mình sẽ trỏ về cái thư mục của chúng ta khi nãy. Các bạn bấm vào đây, các bạn bấm vào basic setting ha, để chúng ta trỏ về, các bạn trỏ về cái test size chúng ta. Ok, ok, như vậy là chúng ta đã trỏ về cái test size chúng ta. Cái bước kế tiếp là cái bước cấu hình web config và fix một số lỗi. Thì ở đây các bạn muốn chạy cái website chúng ta thì các bạn nói là trong website chúng ta đã có sẵn cơ sở dữ liệu rồi thì chúng ta chạy thôi. Để chạy thì các bạn bấm vào browser nè, browser website, để chúng ta chạy cái web chúng ta. Chúng ta sau khi chúng ta trỏ về lại cái thư mục khác rồi thì chúng ta cần refresh lại cái AS này ha các bạn, restart lại ha. Chúng ta bấm vào đây để nó chạy cái resource của chúng ta. Đó, stop, tạc là xong. Nó vẫn chạy con AS7 này nè. Ta chạy cái test file rồi. Ok, mình sẽ xem lại ha.
Mai Linh. Bây giờ mình sẽ xóa luôn cái phần này, mình sẽ nêu là một cái mới luôn và mình sẽ hướng dẫn các bạn lại. Bây giờ thì ở đây các bạn đặt tên gì cũng được, test size đi. Đây là trỏ đến cái thư mục của chúng ta. Root ha. Test size. Ok, hai cái này chúng ta để mặc định. Bây giờ chúng ta sẽ chạy chạy cái size này lên. Ồ, nó vẫn bị chạy về cái size mặc định. Ta sẽ tắt AS mở lại ha các bạn. Bây giờ mình bấm refresh có thể là nó sẽ chạy lại. Còn mình bấm như vậy á, thì khi nãy nó hiểu là cái cache chúng ta lưu lại đó các bạn. Thực sự thì chúng ta bấm ở trên đây chúng ta refresh lại trên đây là được rồi ha. Chúng ta không cần phải tạo lại hay gì cả. Thì sau khi mà bước design các bạn sẽ gặp một cái số các cái lỗi sau, thì mình sẽ hướng dẫn các bạn fix từng cái lỗi. Đây là những cái danh sách mà các bạn sẽ gặp phải những cái lỗi này ha. Ok, bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn fix những cái lỗi này. Đầu tiên chúng ta sẽ gặp cái lỗi gì? Đây. Đầu tiên thì chúng ta gặp cái lỗi này. Cái lỗi này là cái lỗi gì ha các bạn? Cái lỗi này là cái lỗi mà nó không connect được với cái database của chúng ta. Thì tại sao? Thì tại vì cái đường dẫn database của chúng ta không còn như trước nữa. Hiện tại thì cái file web config của chúng ta nó trở về một con server ảo của Visual Studio. Nhưng mà bây giờ Visual Studio nó không có mở nữa thì cái server đó nó có không các bạn? Không ha. Do đó chúng ta chuyển qua SQL Server để chúng ta quản lý. Thế SQL Server này nó luôn luôn chạy ha các bạn. Luôn luôn chạy. Thì chúng ta cài. Các bạn muốn biết nó chạy hay không thì các bạn vô cái phần service của SQL á các bạn. Thì cái đó mình sẽ nói sau ha. Bây giờ mình sẽ đi lại vấn đề chính. Do đó là mục đích của mình chuyển cái file database lên SQL Server là để làm gì? Để chúng ta dễ dàng chúng ta thao tác tương tác giữa website và cái này hả. Thì thay vì chúng ta add cái database thông qua cái Visual Studio, chúng ta không cần add giống như vậy nữa các bạn. Mình không cần add giống như vậy, rất là rắc rối. Vì chúng ta đã đưa vào cái SQL Server rồi. Thì bây giờ chúng ta chỉ cần là sửa lại cái web config thôi. Thì sửa lại làm như thế nào thì mình sẽ hướng dẫn các bạn đây. Trên cái giao diện Visual Studio thì nó dễ nhìn hơn ha. Tuy nhiên là cái file này là nó không còn liên quan gì đến cái resource mà chúng ta bỏ vào để chúng ta public nữa. Mình chỉ nói ở đây để các bạn dễ hình dung ra thôi. Đây, hiện tại thì cái con data source này nó đang trỏ về cái local là một cái hot ảo của cái Visual ha. Và đây là cái đường dẫn đi đến cái file database của các bạn. Thì đây các bạn sẽ gặp một cái lỗi này đúng không nào. Thì cái cách khắc phục là sao, chúng ta sẽ cấu hình lại connect string tại web config. Cụ thể là chúng ta sẽ cấu hình lại như thế nào? Thì ở đây chúng ta cấu hình từ cái đoạn là data bằng cho đến cái phần tên database chúng ta. Thì bây giờ chúng ta sửa lại như thế nào? Ở đây thay vì data chúng ta trỏ về server ha. Server bằng đây ở một cái thư mục khác mình đã có cấu hình lại rồi. Bây giờ mình làm cho nhanh ha, mình mở lại cho nhanh. Đây, cụ thể là trong cái con này.
trong cái bức slide. Các bạn đừng quan tâm đến bước này ha, bước này mình chỉ là tìm lại cái dữ liệu của mình đã ghi sẵn rồi. Cụ thể là mình quên cái chuỗi kết nối này ha, mình chỉ nhớ là server mà cái con server của mình để mình xem lại ha. Mình sẽ mở một cái này để mình coi lại cái server. Đây cái server của ta nó tên như vậy đây các bạn. Kato Kido Ship dấu gạch BC trỏ về cái server này thì ở đây mình copy không được ha, copy không không có copy được. Mình sẽ xem lại cái website của pin của mình. Cụ thể là cái thư mục này đây mình đã xóa rồi ha. Bây giờ thì gõ lại rất là mất thời gian cho nên mình sẽ tận dụng nó luôn. Không phải là cái này hả? Ok ha, bây giờ mình sẽ chấp nhận mình gõ lại luôn ha. Chúng ta tìm nó lâu quá. Thì bây giờ mình sẽ gõ lại cái đường dẫn này cho các bạn xem. Chúng ta gõ server bằng với cái tên này nè các bạn. Cái tên này ở đâu ra ha? Bây giờ mình sẽ tắt, mình mở lại để mình copy nó ha. Mình quên đi cái bước này. SQL. Đây là cái server của chúng ta. Các bạn đợi một tí ha, đang chạy lên cái nào. Thì đây là cái server local của chúng ta ha. Còn cái server mà chúng ta muốn muốn trỏ đến không phải là server local này đâu. Đây là SQL 208 ha. Chúng ta xài cái server khác. SQL. Đây là cái SQL mà nó chứa cái database của chúng ta này các bạn. Cái 208 khi nãy thì nó không có database của chúng ta trong động đâu, bởi vì cái máy mình nó cài hai phiên bản SQL lần. Đây chính là cái tên server của mình, server name thôi, các bạn copy cái phần này vào vào đây và kế tiếp các bạn chấm phẩy một cái ha, các bạn ghi là database bằng database thì nó bằng cái tên cái database của các bạn, đổi tên lại, các bạn đổi tên thành là website bán hàng thay vì là một cái chuỗi đường dẫn rất là dài. Quản lý bán hàng ha, các bạn không cần chấm MDF giống như cái đường dẫn cũ đâu ha. Thì chúng ta đây chỉ là cái file mà mình sửa ở trong đây thôi, nó chưa có liên quan gì đến kia cả. Thì bây giờ mình sẽ copy, mình mở như vậy để cho các bạn dễ thấy thôi. Chúng ta sửa từ đâu? Chúng ta sửa từ cái provider connect stream. Còn bây giờ chúng ta sửa thực sự là chúng ta sửa trên cái thằng này nè các bạn, cái thằng odc internet public website ha, root cái test size chúng ta sửa trên cái file web config này nè các bạn. Chúng ta sửa từ đâu? Bây giờ mình làm lại một lần nữa. Chúng ta sửa từ provider connection string ha. Sau cái chữ word này nè là cái chữ cái ký tự dấu phẩy đó các bạn, mà nó được mã hóa thành cái chữ đó. Ok, cho đến cái phần cái tên database của các bạn nha, chúng ta bắt. Bắt ha, chúng ta xóa bớt đi một dấu phẩy. Đây server chúng ta trỏ về server này và
server này có cái database là quản lý bán hàng. Ok, và bây giờ mình sẽ chạy lại một lần nữa ha, chạy trên AS, retag lại ha các bạn. Ta chạy lại thì bây giờ nó sẽ xuất hiện ra cái lỗi nào khác đây, cái lỗi IIS bool test sai. Cái lỗi về connect cơ sở liệu thì chúng ta đã sửa rồi, bây giờ chúng ta sửa tiếp cái lỗi là login fail ha. Đối với một số database có password thì bạn truyền cái password vào là chấm phẩy username ha, chấm phẩy username gì đó password, nhưng cái database mình không có cái phần đó, không có username và password, mình đơn giản hơn nhiều ha. Thì bây giờ mình sẽ mở lên mình giải quyết cái lỗi thứ hai là cái lỗi bool. Đây, cái lỗi này đây, lỗi cấu hình bool của IIS thì chúng ta sẽ khắc phục như thế nào? Cách khắc phục cấu hình lại cái bool của ứng dụng ha. Thì bây giờ các bạn vào cái phần application bool này là trong cái IIS của chúng ta, application bool thì tương đương mỗi một site nó sẽ có một cái bool ha các bạn. Cái bool đó để làm gì? Để nó trỏ về cái website của chúng ta và nó chạy cái website của chúng ta. Một trang web thường thông thường thì các bạn có rất nhiều site, giả sử như mình sẽ tạo ra một cái site nào đó rất là nhiều ha, cho trỏ về một lần đó. Ok, mình trỏ đại đi ha, mình liên các bạn liên tưởng đến chúng ta có rất là nhiều site trên một cái app, chỉ đơn giản vậy thôi. Có rất là nhiều ha, hàng chục cái site mà mỗi cái site thì nó tương ứng với một cái bool. Thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn cấu hình cái lỗi bool đó. Bool, các bạn vào application bool. Ok, application bool. Các bạn chọn cho mình là đây, xem lại cái này. Advanced setting ha. Thì cái web của chúng ta là cái web test size đúng không nào? Thì nó sẽ tương ứng với cái bool là test size. Vào cái bool test size ha. Chúng ta chọn cái này nè. Thì ở đây ở trong cái đề, cái hướng dẫn sửa thì mình chọn cái nào hả? Property Advanced Setting. À các bạn chọn cái test size của chúng ta. Chúng ta có nhiều ha, có AD size nè, ví dụ như mỗi khi mình tạo một cái size ra thì nó sẽ phát sinh ra một cái bool ha. Ok, đường dẫn cho mày cái thư mục nào đó. Đó, thì các bạn thấy là DSA nó sẽ có một cái bool DSA ha, tương ứng với test size nó có một cái bool. Các bạn vào cái phần Advanced Setting này nè các bạn. Đây là Application Bool Identity ha. Đó là sẽ sửa nó lại thành Local Service. Local Service đây là Local System. Chúng ta xem lại ha, Local Service ha các bạn. Đây, chúng ta khắc phục cái lỗi đó. Ok, bây giờ chúng ta sẽ refresh lại cái IIS, refresh lại cái site chúng ta. Ta chạy ha. Thì bây giờ nó sẽ báo tiếp cái lỗi gì? Lỗi Author Local Service. Thì cái lỗi kế tiếp, cái lỗi này thì các bạn sẽ vào trong cái SQL của chúng ta khắc phục ha. Đây, các bạn vào cái server của chúng ta vào cái mục gọi là Security ha. Ta chọn Login nè. Bởi vì về đụng đến SQL thì nó rất là nhiều cái quyền ha các bạn. Nó rất là khó chịu ở cái phần này. Bởi vì cái gì mà liên quan đến dữ liệu thì cái tính bảo mật của nó cao lắm các bạn. Bởi vì dữ liệu một khi mà chúng ta bị người khác xâm nhập vào đó, thì hậu quả rất khó lường. Đây các bạn vào cái mục là Author System. Anh chọn Property ha. Các bạn check vào Server Rule. Tại cái Server Rule nè, các bạn check vào System Admin ha. Dưới cái quyền Admin, login dưới của quyền admin. Và bây giờ chúng ta tiến hành ta refresh lại cái retag lại ha, chúng ta chạy lại. Auto local service là nó khắc phục rồi mà ta. Security
System.admin. Check vào rồi. À, chúng ta vào cái server của chúng ta ha các bạn. Mình xin lỗi ha. Cái server của chúng ta tên gì? Cái server của chúng ta đang chạy, và xem lại cái server này tên gì ha. Còn cái này là về hệ thống thôi. Tại vì mình nhìn cái lỗi này thì mình thấy nó giống, nhưng mà thật ra là chúng ta đang chạy trên cái con server ha. Con server của chúng ta tên là MS SQL Server 2012. MS SQL Server 2012. Con này ha. System admin. Đâu mình coi lại cái demo của mình nè. Auto system. Đúng rồi. Tại sao lại không chạy chứ? Retract là chạy lại. Enter rồi ha. Local service. Xóa được cái bọt. Các em ta thử lại ha. Ta kiểm tra lại cái đường dẫn ta. Server. Đúng với cái server của ta rồi. Đúng với cái database của ta chưa? Quản lý bán hàng. Security. User. Chúng ta đâu có sử dụng cái database này, chúng ta sử dụng cái database này nè. Test size, cái xử lý test security. Toàn quyền đó. Khi nãy chúng ta sử dụng cái database này thì phải, ta xét quyền này đó. Ok. Sao được. Mình kiểm tra lại.
À, khi nãy mình nhầm hả các bạn, ở đây nó bị lỗi local service. Thì thật ra mình đang chạy trên hệ thống, không phải mình đang chạy cổng dịch vụ, cho nên các bạn cấu hình lại các phần bool này. Các bạn vào advanced setting, khi nãy mình nói là không nhớ là advanced setting local system hay là local service. Khi nãy mình đã chọn local service ha, thì bây giờ mình sửa lại thành local system. Thì ok, ta refresh lại cái website của ta, tạt lại ha, chúng ta chạy lại. Thì ok, cái web chúng ta đã được public thành công rồi đó các bạn. Thì bây giờ mình nhắc lại luôn ha. Đầu tiên á, thì chúng ta sẽ đưa cái cơ sở dữ liệu chúng ta vào cái VS Server là cái thứ nhất. Đây, sẵn tiện cái thứ hai chúng ta vào cái phần security này nè các bạn. Chúng ta cho nó cái quyền của hệ thống á, là cái quyền public luôn ha. System admin luôn ha. Các bạn check vào đây là chúng ta để giải quyết xong cái phần vấn đề và về SQL. Các bước thứ hai là chúng ta tiến hành chúng ta public cái project chúng ta thông qua cái công cụ Visual Studio. Thì các bạn public được các phần project này ha, và chúng ta đưa vào cái thư mục Internet Public 3W root ha, thì các bạn bỏ vào đây. Và cái bước kế tiếp thì chúng ta sẽ vào, chúng ta trỏ cái size của AS vào cái web của chúng ta ha, vào cái đường dẫn vào cái web của chúng ta ha, đây, trỏ về đây, và chúng ta cấu hình một số các cái lỗi sau và cái cách giải quyết mình đã hướng dẫn các bạn ở những cái bước khi nãy rồi ha. Đây là lỗi connect, không connect được cơ sở dữ liệu, thì chúng ta đổi lại cái phần connect string. Đó là bước thứ nhất. Cái bước thứ hai là chúng ta sẽ cấu hình lại cái bool. Cái bool thì các bạn chọn là local system application bool, các bạn chọn ngay cái size của mình, còn ta chọn advanced setting và bạn đưa về cái local system ha, là sẽ vào hệ thống. Cái thứ ba là chúng ta cấu hình lại các phần là phân quyền cơ sở liệu cho hệ thống ha. Thì các bạn vào phân quyền dựa trên những cái user của cái security này nè. Tuy nhiên các bạn có thể là hạn chế các cái quyền bằng các bạn vào cái phần database của chúng ta nè, các bạn chọn cái phần user, các bạn new user gì đó, chỉ có user nào mới được quyền đăng nhập đăng không phải, chỉ có user nào mới được đọc ghi đọc viết gì đó. Đây, nó có những cái gọi là phân quyền cho user. Đây, database reader, database writer ha, viết đọc gì đó vân vân, chỉnh sửa, thì cái đó là về cái thuộc về cái thẩm quyền của SQL. Tuy nhiên thì chúng ta đã phân quyền trên web rồi ha. Còn phân quyền này là cái phân quyền riêng đối với về cái bước bảo mật của cơ sở liệu thôi. Còn cái bước các bạn cần làm, các bạn chỉ việc chỉnh cho này cái user hệ thống ha, các bạn check vào cái rule của nó, cái quyền của nó, cái quyền là system admin. Nếu chúng ta không có cái quyền này thì chúng ta sẽ bị vấn đề gì ha, chạy thử các bạn thấy thì nó ra cái lỗi này. Nó đòi hỏi chúng ta phải có cái quyền đó thì nó mới cho chúng ta đọc được cái cơ sở liệu. Thì các bạn vào cái phần này, các bạn check vào cái quyền này ha, property, chọn server rule và chúng ta cho cái quyền đọc database. Ta chạy lại thì các bạn thấy này, cái localhost chính là cái tên size của chúng ta. Thì đây là tên là localhost, các bạn có thể tùy chỉnh lại ha, cũng đã không thích cái tên đó thì chúng ta có thể là chúng ta đặt một cái tên nào đó. Chúng ta đặt là www.abc.com thử xem. Cái này là chúng ta đang kết nối internet ha, do đó các bạn sử dụng localhost phải có localhost sạch đầu tiên, là không có cái tên miền. Thì chúng ta sẽ dùng địa chỉ IP đi, chúng ta dùng IP tỉnh, bọt chúng ta sửa là 144
Ok. Nếu mà không thích được gõ chữ localhost thì chúng ta làm như vậy ha. Đây các bạn, đây là cái địa chỉ IP tỉnh thay cho cái tên miền của ta. Thì các bạn muốn cấu hình cái địa chỉ IP thì các bạn cấu hình, còn các bạn muốn tên miền thì có thể chúng ta mua một cái tên miền nào đó. Và vấn đề mình nói ở đây là hiện giờ mình đang sử dụng cái SQL Server ở dưới local ha, không cái AAS ở dưới cái local ha. Còn sau này các bạn sẽ quản lý trên một cái host, thì cái host đó các bạn cũng như là một cái máy tính bình thường của các bạn thôi, có điều cái nó có cấp được cấp một cái địa chỉ IP riêng ha. Thì các bạn từ đó các bạn có thể rõ về từ đó thì các bạn có thể rõ về cái tên miền của bạn và các bạn có một cái website hoàn chỉnh. Thì ở bài học ngày hôm nay mình đã hướng dẫn các bạn public một cái site của mình lên cái máy chủ gọi là localhost ha, thông qua cái giao thức AS thôi. Còn bài học kế tiếp mình sẽ hướng dẫn các bạn up một cái website của mình lên một cái hosting do người ta quản lý ha, và cái hosting đó sẽ là một cái hosting miễn phí. Các bạn nào có nhu cầu thì chúng ta có thể mua mua tên miền hosting gì đó vân vân, đó là nhu cầu của mỗi người thôi, nếu các bạn muốn là nghiêm túc với cái dự án của mình. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở bài học sau. Tạm biệt các bạn.